cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn, Diễn Châu về đích trong tháng 7 năm 2023. Hiện, nhà thầu đang huy động lực lượng, máy móc thiết bị đẩy nhanh thi công các công trình, hạng mục trên tuyến. Với các mũi thi công lưu, đầm đất, đơn vị cũng triển khai thi công xuyên cả ngày lẫn đêm. Trong báo cáo của Ban Quản lý Dự án 6, giá trị sản lượng thực hiện của dự án đến nay đạt khoảng 87% giá trị các hợp đồng. Đặc biệt, các công trình cầu trên dự án đã cơ bản hoàn thành bố trụ, cầu, đang hoàn thiện đường đầu cầu, lan can, các cầu thuộc gói XL03, XL04. Trong phạm vi xử lý đất yếu đã bắt đầu triển khai dỡ tải thi công mố cầu, công trình cống thoát nước, hầm chui dân sinh, cơ bản hoàn thành, các vị trí hầm chui dân sinh, cống thoát nước trong phạm vi xử lý đất yếu đã dỡ tải triển khai thi công. Cùng với tiến độ thi công, chất lượng công trình cũng đang được các đơn vị thi công, tư vấn giám sát và đại diện chủ đầu tư đặc biệt quan tâm. Thông tin từ Ban Quản lý Dự án 6, chủ đầu tư, kể từ khi triển khai thi công đến nay, chất lượng công trình luôn được quan tâm hàng đầu. Dù ngày hay đêm, hễ có công nhân làm việc trên tuyến là có kỹ sư tư vấn giám sát. Cuối tháng 5 vừa qua, khi 3,1 km tắt lún, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, máy móc, thiết bị thi công. Đến nay, đã hoàn thành thảm bê tông nhựa lớp IC19. Tại đoạn km 429100 tới km 430000, dự án cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trường Sơn Nghệ An thi công, không khí rộn ràng, khẩn trương cũng không kém phần. Đơn vị này cho biết, thi công 900 mét tuyến chính thì 100% đều là đất yếu. Sau thời gian gia tải, đến nay nhiều đất đã tắt lún. Theo tập đoàn Sơn Hải, hầm Trường Vinh cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn hoàn thiện nốt các hạng mục cơ điện. Với đường đầu tuyến, đơn vị cũng đang thảm xong bê tông nhựa đảm bảo hoàn thành trong tháng 7 này.